Lát có đi bơi với ba không? Hả? Con muốn bơi không nữa. Ba ba đi bơi á, con đi không? Con mới bơi Nay ba ba chuẩn bị đi chứ chưa có bơi. Con đi đi. Còn bơi hôm nay rồi mai mốt gì nữa là đi rồi con ạ. Hả? Mai mốt nữa mình đi Thái rồi. Mình nói gì? Vài bữa nữa mình đi Thái rồi, Alex bơi đây vài bữa nữa là mình đi rồi. Đi bơi với ba đi ha. Anh nghĩ không? Về đây ảnh ngủ nửa trần được không mà nóng được các bạn. Alo cô chú. Chú đau bụng bên đây nè. Ủa, nhằn như nó đau bụng hả? Mới ăn sáng xong đau bụng rồi. Cho các bạn coi bên ngoài nha. Hôm nay trời nắng các bạn. Hôm nay mình thấy nóng ha. 9 giờ bên ngoài 9 giờ mấy sáng nè. Nắng quá trời nắng luôn. Ở cái khách sạn này nó nhận khách đoàn á các bạn, cho nên đông lắm. Chôm chôm treo ở đây úng hết luôn rồi. Khô queo rồi hết rồi. Tụi Huyền định đi chợ nổi mà anh Hùng nói sáng qua lát được thức không nổi á các bạn. Là đi chợ nổi các bạn phải đi 4 5 giờ sáng á. Mấy ngày lát bơi đã không? Lát chơi đã không? Còn vài ngày nữa tụi Huyền đi Thái Lan rồi các bạn. Các bạn nào đi Thái rồi cho Huyền xin chút kinh nghiệm nha. Huyền nên đổi tiền ở đâu các bạn? Đổi ở trong ngân hàng ở đây hay là các bạn nào biết ngân hàng nào đổi tiền Thái á, cho Huyền biết dưới comment nha. Tại Huyền cũng lần đầu đi á, không có biết á. Huyền định là mình cầm tiền qua bên Thái mình đổi được không, hay là mình đổi ngân hàng nào ở đây á, phải không anh? Đó, còn mình thấy mà mình qua đó mình rút á, thì nó tốn phí nhiều quá các bạn. Cho nên là Huyền định đổi ở Việt Nam á, thì bạn nào có kinh nghiệm đi Thái rồi cho Huyền chút kinh nghiệm ha. Thì đợt này Huyền về Việt Nam có 2 tuần à. Mình thấy 2 tuần ít quá các bạn, không làm được gì hết. Cho nên là sau này nếu mà có thời gian á, Huyền phải đi từ 3-4 tuần trở lên, chứ 2 tuần chắc không đi đâu. Mình thấy nó thời gian nó trôi qua nhanh quá, mình không có đủ thời gian để làm việc này việc kia các bạn. Phải đi 2 tháng mới được. Đúng rồi. Phải 2 tháng trời nó mới đã. Không, nó phải đi 2 tháng. Các bạn biết không, mấy năm trước á, tụi Huyền á, anh ngồi đây nè. Mấy năm trước á, tụi Huyền đi là 4-5 tuần không mà Huyền đi đến mà Huyền nhớ nhà ở bển luôn á. Đi mà đến ở bên đây bắt đầu thấy chán chán rồi nhớ nhà ở bển luôn. Còn năm nay á, thì tụi Huyền đi, tụi Huyền thấy quay qua quay lại, ủa mới đây về rồi hả, nhanh vậy đó. Thôi đấy. Huyền nói về đây Huyền làm này kia nè ha, mà tóc Huyền vẫn chưa có hết các bạn. Mới có hôm qua là đi gội đầu được chút xíu đó ha, chứ chưa hớt tóc nè, chưa có làm móng tay này ha, cũng chưa có để nói về đây đi đấm bóp cũng chưa có làm được luôn. Cho nên là bây giờ Huyền với anh Hùng ăn sáng ở dưới khách sạn xong rồi, bây giờ Huyền kêu anh Hùng chạy qua bên kia cho Huyền hớt cái tóc cho nó gọn lại chút xíu á, tranh thủ. Ừ, tóc nó dài nên giữ tay. Con muốn hớt luôn không? Con với ba hớt luôn nha. Muốn nhụm tóc. Đó thì thôi tụi Huyền đi đây rồi, sẵn chút tụi Huyền vô bà ngoại chơi luôn. Định dẫn Alex đi vườn chôm chôm các bạn. Mà các bạn biết sao không, mấy hôm dài hả, bên Huyền cứ chiều là mưa cho nên là không có đi được luôn á. Chắc là thôi, với lại hôm dài tụi Huyền cũng mua về ăn quá trời đã luôn, đã Alex luôn cũng ớn luôn rồi. Tụi Huyền về cái mùa này là đúng mùa trái cây luôn các bạn ơi. Trái gì cũng có mà nó rẻ kinh khủng luôn. Anh hả? Trời ơi các bạn biết không, chôm chôm á, mẹ nói bây giờ chôm chôm mà héo héo là có 10.000 ký các bạn. Mình chôm vườn 20 à. Mà cột còn hôm qua Huyền mua một trái sầu riêng á, giống như về mình nhìn trái cây nhiều quá, bắt đầu cái mình cũng bị no con mắt các bạn, mình không ăn được á. Mua trái sầu riêng cái Huyền cũng ngồi Huyền dít dít chút xíu xong rồi không ăn nổi nữa, nhưng mà để hôm nay vô ăn ha. Còn ở bên Na Uy hả, các bạn biết không, mình mua trái sầu riêng mình ăn hết một mình luôn. Về đây cái miệng ngu lắm, không có thèm gì các bạn, ngộ vậy đó. Nó bị
no con mắt. Thì thôi bây giờ cả nhà Huyền sẽ đi nè, đi hớt tóc xong rồi vô bà ngoại, nhờ bà ngoại giặt chút xíu đồ nữa. Tụi Huyền định giặt ủi nhưng mà hôm kỳ đó tụi Huyền giặt ủi ở đằng chỗ ngoài này nè, nó bị mất đồ á, nó bị thất lạc á, rồi xong rồi thôi Huyền không giặt nữa, đem về nhà giặt luôn. Thì đi. Biến hình. Trời ơi, trẻ 80 tuổi cả nhà ơi. Không phải trẻ 8 tuổi mà 80 tuổi luôn. Alex coi coi coi. Thấy mama đẹp không? Về đây á là mẹ mới có thời gian mà hiểu không? Bởi là lo làm gần chết luôn. Đẹp cả nhà, Huyền hớt cái này là layer ha. Huyền không có thời gian để nhuộm tóc mẹ ơi. Cho nên là để màu gì luôn á. Nó phải đi làm răng nữa nè. Mr. Hùng hôm nay cũng biến hình. Chị ơi, mất hồng. Có đội tóc giả không? Sao hôm nay tóc nhiều vậy? Muốn trẻ thì vô đây. Hả? Muốn trẻ sao hết xong thấy tóc nhiều dữ vậy? Cái mặt đắp luôn này đó. Dạ. Từ 50 thành 35 rồi quá. Dạ, dạ, mình đi đắp vô luôn. Để test, test thử coi có đội tóc vậy. Thở. Sầu riêng nè, mít nè. Ăn đi con, ăn đi. Về bé Thỏ ăn không con? Đó. Trời ơi, con nè, muối nào muối nấy, nó giống như là cái đùi gà, cái ức gà vậy anh. Ừ. Ngon không mẹ? Nó hơi cứng chút phải không? Ăn cái mặt vui lên coi. Cái mặt buồn quá à, kỳ quá à. Bé Thỏ vui lên coi, bé Thỏ cười. Cười coi. Cười. Vô mánh rồi, bữa nay nó cười. Đó là chiều em mua giấy số cũng được. Rồi bé Thỏ bận đồ đẹp không ta? Alex ăn đi con. Các bạn coi cái muối sầu riêng nào cái nấy nè, nó giống như là cái ức gà luôn. Ăn cái này chắc no quá mẹ. À, hôm nay cả nhà Huyền ăn bánh xèo bánh khọt nha các bạn. Bánh xèo nổi tiếng ở Cần Thơ, bánh xèo Bảy Tới ha. Còn các bạn coi người ta cho mình rau qua nè. Nhiều dữ vậy. Ở đây để con bưng cái gì rổ rau ra nha. Trời, cái này nó giống cái xề rau, bằng cái xề rau bán ngoài chợ các bạn coi nè. Ồ. À, mày có mua thêm không hay sao? Tự cho đó hả? Trời ơi, trời có đòi hỏi gì vậy? Đi đi thôi chứ. Ồ, đi ra đi ra. Bánh xèo bánh khọt. Nè các bạn coi bánh khọt nè. Bánh xèo nè. Wow, đã chưa cả nhà ơi. Hôm nay nhà Huyền khỏi nấu cơm cực ha. Mua bánh xèo bánh khọt ăn là ngon rồi. Huyền thấy cái rổ rau này là bá cháy luôn rồi. Mẹ Huyền nói 50 ngàn tiền rau mua không được nhiêu đây á các bạn. Ê, mua tổng cộng nhiêu đây là nhiêu tiền vậy? 450 ngàn tổng cộng bánh xèo bánh khọt rau nha. Nội nhìn cái này thôi là thấy nó cũng khéo rồi nha mẹ ha. Bầm, bầm nó nhuyễn, thiệt nhuyễn luôn á. Rồi. Ở Việt Nam là ngồi ăn chèm bẹp với đất vậy nha các bạn, mới đã. Anh Hùng á thì ảnh ngồi chèm bẹp không có quen, ổng ngồi chút xíu là ổng phải đứng lên. Trời ơi sao mà nó ngon quá nha. Đậu có tôm, họ lấy có tôm. Hấp dẫn. Lấy không? Lấy lấy. Ăn nè bé, bé Su. Dạ không, ăn cơm rồi. Vậy đó hả? Muốn ăn chơi miếng đi. Đỡ tốn. Ngon quá à. Hồi nãy Huyền định đi mua bánh cống nữa các bạn, nhưng mà nó thôi bánh xèo bánh khọt. Lấy ớt. Dạ. Ớt đó. Lấy ăn cái này đi. Đám nó làm hết trơn rồi. Ăn này đi. Bấm vào đây rồi bấm. Tết kem ngủ con. Rồi, không có bấm nữa. Dạ thôi, nãy con ăn cơm rồi. Nè con. Anh xem nó có ăn nhạc nữa. Nè con ăn đi.
rau kìa. Lá này lá, lá cây. Lá cây, anh Hùng thích ăn lá cách, ổng kêu bằng lá cây. Lá cây cái đóng. Ủa đây rau rễ. Ồ đây nè. Không có cho bao nhiêu rau đây nó lỗ không ta? 5.000 muốn được nha. Ừ. Ổng chừng hết. Giận ký cũng được. Không được. Đây hơn ký thành mẹ rồi. Mình đút thôi. Cái này là bánh bánh khọt, bánh khọt anh. Bánh khọt. Bánh khọt. Bánh khọt. Bánh khọt. Bánh khọt. Cái đó là bột quá bạn. Bánh khọt. Quá. Anh có ăn thử không? Ngon. Đây, để mình lót vào xích bánh. Thôi con ăn đi. Ăn bánh xèo rồi cả nhà. Ăn thịt chua lắm. Hello cả nhà. Trời, ở đây tụi Huyền là toàn nghe nhạc sống luôn các bạn. Nghe nhạc ở dưới vô thiền á, hát mà lớn lên tới đây. Các bạn thấy Huyền nổi một mụn chưa? Ăn sầu riêng. Ăn trái cây nhiều quá bắt đầu nổi mụn cả nhà ơi. Thì hôm nay tôi Huyền về trong bà ngoại chơi xong rồi ăn bánh bánh khọt, bánh xèo quá trời ngon luôn cả nhà. Mới đi ra lại trở lại tiệm mấy em. Thì hôm thì bây giờ đi ra lại khách sạn chỗ Huyền nói trở lại tiệm các bạn. Thì có chị kêu Huyền á là nghe Huyền đi làm răng ha. Thì hỏi Huyền á thì Huyền làm răng trong đây các bạn. Nhìn không khác gì răng răng thiệt hết nè. Huyền làm cái răng bên đây hồi trước mấy năm trước á thì Huyền về Huyền có làm răng sứ ở trong đây, Huyền bị hư một cái lúc hồi nhỏ các bạn. Xong rồi hồi đó Huyền không có gắn implant. Huyền sợ á thì Huyền phải làm răng sứ thì nó làm cầu răng sứ, nó phải làm Huyền hư hai cái răng, nó phải mài hai cái răng thật của Huyền á. Thì hồi trước dịch Huyền về Huyền làm xong rồi cái giống như Huyền làm cũng gấp á, cái người ta gắn cho mình không có kỹ các bạn, về bên đó cái Huyền nhai nó bị nứt đó, xong rồi bị nứt cái Huyền cũng nương hoài, cái xong nó gãy luôn đó. Thì về đây người ta thường cho Huyền các bạn, giống như là cái răng đó người ta bảo hành Huyền 5 năm, thì Huyền dùng mới có chưa được chưa đủ 5 năm hết các bạn, 3 năm mấy 4 năm mà, thì người ta thường lại cho Huyền ba cái làm lại. Nhưng mà bây giờ làm răng sứ thì Huyền bị gãy đây, Huyền phải làm thêm cái đây nữa. Nhưng mà Huyền kêu người ta làm cho Huyền là phải giống với răng thiệt á, chứ đừng có khác á. Đó thì Huyền làm răng sứ ở nha khoa miền Tây các bạn. Hồi nào tới giờ Huyền với anh Hùng về làm răng là làm ở chỗ đó, tức là làm sạch răng hay là trám răng hay là làm gì thì Huyền cũng làm ở đó. Thì chỗ đó Huyền thấy tốt các bạn. Có Huyền với anh Hùng về đây là làm ở cái nha khoa đó không các bạn. Huyền mới cắt tóc nè. Đó thì đợt này về Huyền làm có mấy cái em mà cũng làm ở trong đó đó. Huyền làm Huyền vừa ý quá trời luôn. Nhất là cái em tên là Duy, Trường Duy á. Làm rất là nhẹ nhàng nói chuyện các bạn, rất là dễ thương luôn á. Cứ làm chút xíu là cứ hỏi thăm à chị có thấy đau không hay gì. Thì ở đó anh Trọng nữa là cái anh chủ của cái bệnh viện nha khoa đó, đó ha. Đó, ảnh làm, ảnh nói là ảnh cố gắng anh làm nhanh cho Huyền á. Thì ở đó có nhiều giá lắm các bạn. Huyền làm cái răng này là 5.5 triệu, hồi xưa 5 triệu nhưng mà bây giờ là lên 5.5 triệu. 5.5 triệu là tốt nhất ở đó. Xong rồi ở đó kêu Huyền làm răng mà đắp cái gì, đắp sứ lớp ngoài nè. Có bạn nào đã đắp sứ chưa? Cho Huyền lời khuyên coi có nên làm không. Huyền cũng thích răng trắng với các bạn. Các bạn thấy Huyền có răng thưa nè. Cái răng này hồi nhỏ của Huyền nó bị xéo. Bên đây thì không có ha. Nhưng mà bên đây cái này, cái răng của Huyền nó hơi nghiêng vậy nè, cho nên nhìn nó bị hở các bạn. Thì mấy em đó kêu Huyền là dán sứ đi răng sẽ trắng, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến răng thật á. Người ta sẽ mài ở ngoài một chút xíu răng của mình, xong rồi người ta dán cái miếng sứ nó vô mỏng á, thì cái màu trắng nó trắng hơn răng thật của mình nhiều vậy đó. Nó sẽ đẹp á, tùy theo mình lựa mình thích trắng cỡ nào á. Nhưng mà Huyền á thì nó động tới răng thật á, cái Huyền cũng sợ sợ á. Nhưng mà có bạn nào đã từng làm chưa thì cho Huyền ý kiến có nên làm hay không nha. Đó thì Huyền thấy răng trắng thì Huyền cũng thích, các bạn cười nó đẹp ha. Cái hàm răng cũng quan trọng.
thì mới hớt tóc cho nên mấy cái này nó ngắn. Mình thấy có bạn thắc mắc hỏi là tại sao mà Hồng Huyền không ở nhà mẹ mà ở khách sạn á các bạn. Tại vì gì nè, nhà Huyền cũng chật các bạn. Em Huyền bây giờ nó có vợ, có thêm hai đứa con nhỏ nữa. Đó, cho nên là không có chỗ ở. Với lại nhà Huyền cũng gần sông cho nên là nó hèn, nó trắng này kia được. Cho nên là nhà chật lắm. Đó, thì tụi Huyền mới ra khách sạn ở. Thứ nhất là tụi Huyền cũng thoải mái. Với lại cho mấy đứa nhỏ nhiều khi nó cũng có chút yên tĩnh để mà nó ngủ á các bạn biết không. Đó, tụi Huyền vô chơi với là mấy đứa nhỏ cũng thức luôn rồi. Vô giờ nào là mấy hai đứa nó cũng thức, nó chơi tới giờ đó luôn, nó không ngủ. Rồi thêm con nít đó các bạn, chút đứa này khóc, chút đứa kia khóc cho nên là nó ồn ào dễ sợ luôn á. Đó, đó thì chật nữa, nhà chật lắm cho nên là tụi Huyền ra khách sạn ở. Khách sạn cũng gần, Huyền với anh Hùng cứ lấy xe Honda chạy ra chạy vô, gì nó cần thì chạy vô chạy ra. Nhưng mà mấy hôm nay tụi Huyền vô cũng chơi từ sáng đến chiều xong rồi mới ra khách sạn nè. Đó thì đợt này về ít quá, không có đi đâu chơi. Định đi vườn trái cây các bạn ơi, mà ngay mùa mưa á, cứ chiều là nó mưa cho nên là đâu có đi được đâu. Đó, mấy hôm nay cũng định đi vườn chôm chôm nhưng mà mình thấy mưa gió rồi mình vô chổng chắc cũng ngồi ở trong liều hay là trong tum gì không á là không có đi được. Mà trong vườn ở đây nếu mà mưa mình nghĩ đi chắc sình bùng vậy lắm. Đó, rồi hôm trước tụi Huyền cũng định đi Phú Quốc chơi nhưng mà thời gian eo hẹp quá cho nên là Huyền không đi. Với lại Huyền về đây Huyền làm răng á các bạn, người ta cũng hẹn Huyền ra vô làm lấy ni này kia đồ á, gấp rút á. Nhưng mà Alex về ngoại chơi với mấy đứa, Alex thích lắm đó. Còn mà đi du lịch ở trong nước thì Huyền nghĩ chắc nếu mà Huyền đi về có thời gian nhiều hơn á mới đi, chứ bây giờ đi 2 tuần hả là Huyền thấy không có thời gian gì luôn á các bạn biết không. Tại vì gì nè, Huyền đi 2 tuần mà nó bị kẹt máy bay hết 2 ngày rồi đó, mà rồi bận về mất 1 ngày nữa là coi như Huyền đi được có 11 ngày ở Việt Nam các bạn. Lần quần ở trên Sài Gòn để mà khám cái tay cho Alex á. Đó, xong hết thời gian về ngoại chơi được mấy ngày nữa cũng vui. Rồi xong tụi Huyền vài bữa tụi Huyền cũng sẽ đi qua Thái chơi cũng vài bữa xong rồi tụi Huyền về lại Na Uy làm, xong rồi Tết Huyền sẽ về nữa các bạn. Đó thì mình chia sẻ chút xíu với các bạn vậy ha. Thì hẹn các bạn clip sau nha. Bye bye.